Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu 3B trong sách giáo khoa toán 4. Câu 3B sẽ gồm có những phần sau. Viết theo mẫu. Mẫu là 9000 cộng 200 cộng 30 cộng 2 bằng 9232 và tương tự cho các bài tập khác. Đây là câu 3B mẫu. Chúng ta thấy được là với việc cộng hàng ngang là hàng nghìn là 9000 cộng 200 cộng 30 cộng 2 sẽ là 9232. 9232. Tương tự như câu 3A thôi, chúng ta sẽ thực hiện việc cộng các hàng dọc như sau. 9000 cộng 200 cộng 30 cộng 2. Ở đây mình thấy là 9000 là tương ứng với lại hàng nghìn, 200 là tương ứng với là hàng trăm, 30 là tương ứng với hàng chục và 2 là tương ứng với hàng đơn vị. Thì nó sẽ thực hiện phép toán cộng theo hàng dọc là 0 cộng 0 cộng 0 cộng 2 là 2. 0 cộng 0 cộng 3 cộng 0 là 3. 0 cộng 2 cộng 0 cộng 0 là 2 và 9 cộng 0 cộng 0 cộng 0 là 9. Vậy thì chúng ta sẽ có kết quả là 9232. Các câu tiếp theo gồm có 7000 cộng 300 cộng 50 cộng 1, 6000 cộng 200 cộng 30, 6000 cộng 200 cộng 3, 5000 cộng 2. Thì câu tiếp theo là 7000 cộng 300 cộng 50 cộng 1. Thì chúng ta sẽ thực hiện việc cộng trong nháp là theo hàng dọc là 7000 cộng 300 cộng 50 cộng 1. Thì kết quả sẽ là 0 cộng 0 cộng 0 cộng 1 là 1. 0 cộng 0 cộng 5 cộng 0 là 5. 0 cộng 3 cộng 0 cộng 0 là 3. 7 cộng 0 cộng 0 cộng 0 là 7. Thì kết quả sẽ là 7351. Kết quả sẽ là 7351. Kết quả sẽ là 7351. 7351.